Mình bị công an bắt tốc độ anh em ơi. Giờ mình không qua đó được rồi. Hồi nãy ông ra ông đón mình. Mình quẹo ở đây mình núp. Đang ngay bên phía tay phải mình luôn nè. Ok, hello anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với vlog tiếp theo của mình. Thì sau một chuyến đi chơi thì mình đang chuẩn bị khởi hành đi về. Mình đang ở địa phận của Sóc Trăng. Mình sẽ về thành phố đi chung với hai người anh em của mình. Nhưng mà hai người anh em của mình chỉ về Hậu Giang thôi. Đấy là giờ sẽ chạy tầm mấy chục cây á về Hậu Giang. Còn lại 150 cây về Sài Gòn là một mình đi. Ok, chuyện đi có gì hay thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Ok, let's go, let's get it, go go go. Mỗi miền mỗi vùng á là nó sẽ có một cái khung cảnh khác anh em. Đó, ví dụ như ai ở miền Tây là sẽ có những cái đoạn đường đan như thế này. Một bên là sông, một bên là nhà ấy. Thơ mộng hữu tình. Nhưng mà về Sóc Trăng anh em uống dữ quá anh em ơi. Uống không lại. Hôm qua mình bị giết rồi. Hôm qua mình bị giết. Ngủ hai ba chập dậy uống tiếp, bị giết tiếp, ngủ tiếp. Sáng ra tính dậy sớm đồ, uống cà phê, ăn sáng rồi mới về. Cuối cùng ngủ muộn luôn. Ăn trưa rồi cũng về. Trời đất ơi. Có biến anh em ơi. Vậy ông bạn mà đi rider chung với mình á đi về mà quên đem ba lô. Trời đất ơi. Vãi thanh niên. Hên á, hên là mới ra à. Chưa ra đường lớn nữa. Giờ phải quay về lấy. Quay về lấy xong rồi đi lại. Rồi ok. Đã quay về lấy ba lô. Bây giờ thì let's go. Cái tour lần này mình đi á, là mình đi Sóc Trăng á, là đi chia tay người em này của mình. Người em chạy chiếc Dream này là chuẩn bị đi lính rồi. Còn 3 ngày nữa. Nên mình tranh thủ về gặp em nó chia tay. 2 năm nữa gặp lại. Hôm qua uống quá uống anh em ơi. Bữa nay 7 tiếng luôn rồi. Đi về đây cái khí hậu nó cũng khác ở Sài Gòn nữa. Nó nắng nhưng mà có bóng cây nhiều anh em. Gió nữa, nó mát, dễ chịu. Em nhỏ nó chào mình. Quẹo qua cái cầu này là ra đường lớn rồi. Sao mới buổi trưa mà thấy trời âm u rồi ta. Mong là chiều mình về không có mưa. Mỗi chuyến đi là nó sẽ động lại cho chúng ta mỗi cái cảm xúc khác nhau anh em. Đấy. Thì đây là lần đầu tiên mà mình được đặt chân tới Sóc Trăng luôn. Tại vì từ trước tới giờ mình chưa bao giờ đi á. Cảm giác kiểu xuống đây là cái nhất là khung cảnh nó khác nè. Đó, cái con người cũng khác nữa, tập tính sống cũng khác. Mình về đây mình chơi mình thấy nó mọi người cứ như sống chậm lại á. Còn ở thành phố thì người ta sống vội quá.
giờ đây thì người miền Tây mình cũng đến nhiều tỉnh nữa, thì điểm chung của họ là thân thiện ấy, người ta sống tình cảm. Nếu mà có dịp á, nếu mà còn cơ hội là mình vẫn muốn đi đấy, mà nếu mà lần sau muốn đi là phải chờ 2 năm nữa ông em mình về á, đó là mới có dịp xuống lại. Đây không phải là sự kết thúc, mà là chỉ là anh em mình ngưng động lại một khoảng thời gian thôi, rồi 2 năm sau chúng ta lại gặp. Hồi mà năm ngoái á, là mình có rất nhiều dự định mà mình muốn đi. Mình muốn đi Đà Lạt, mình muốn đi chơi. Nhưng mà lúc mà mình gần đi Đà Lạt thì người thân trong nhà mình lại mất. Đấy, thế thì mình lại đi về quê chịu tang, xong mình không có đi được. Hy vọng năm nay thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ và mình sẽ đi nhiều nơi ha, mình sẽ quay nhiều chỗ, nhiều địa điểm để quay cho anh em xem. Năm ngoái có nhiều dự định dở dang với mình quá, hy vọng năm nay mình sẽ làm được. Hiện tại mình đang ở Hậu Giang anh em. Giờ là sẽ đi về nhà của bạn chạy rider á. Xong rồi người em này cũng đi qua nhà bạn đi chơi luôn. Còn mình thì đi về thành phố lại. Hôm nay là chủ nhật rồi, về để thứ hai đi làm nữa anh em. Con người ta tâm sự đó. Đây sẽ nói đây là em đi 2 năm anh chờ em nha, đừng lấy vợ sớm nha đó. Trong đây nó là ừ anh sẽ chờ em, em về rồi anh mới đám cưới, anh mới mời em. Hứa nha, đúng là làm cờ hói nha. Ok em về phép là mình gặp. Ok em, đi trước đi. Ok, bây giờ thì tụi mình mới uống nước. Giờ chuẩn bị tới cái cổng chào ngã 7, cổng chào Hậu Giang. Là hai người anh em của mình sẽ quẹo trái, còn mình sẽ đi thẳng về. Nó chỉ gì ta? Nó chỉ gì mà mình không biết là cái gì luôn mà mình cũng gật đầu nữa ta. Ok em. Ok. Mình về nha bạn. Mình về ngang. Ê, mình về nha. Sài Gòn 180 cây. Let's go, let's get it. Go, go, go. 2000 years later. Mình bị công an bắt tốc độ anh em ơi. Giờ mình không qua đó được rồi. Hồi nãy ông ra ông đón mình, mình quẹo ở đây mình núp. Nhưng mà giờ mình nói chắc mình bị là mình dính rồi, nếu như dưới bắn tốc độ. Ở bên phía tay trái nè, giờ mình không qua được. Không ổn rồi.
Thấy gì ra ông ta? Nãy là mình đi từ xa là mình thấy rồi, giờ nó không có đường vòng qua. Đi vô coi đi coi có đường vòng ra không. Giờ mình không qua đó được rồi. Ôi ôi, bên đây cũng không được luôn. Thôi dùng ga đi. Không có đường, móc lốp anh em ơi. Công an ngay bên phía tay phải mình luôn nè. Nãy khúc dưới mình chạy cũng chắc cũng bảy mấy, 80. Hình như ông đi rồi phải. Đi rồi anh em ơi. Đi rồi. Ok, ngon. Thoát được một ải rồi anh em ơi. Hồi nãy là mình chạy từ phía dưới mình chạy lên đấy, mình chạy lên cái là mình thấy là ảnh bước ra đó đấy, mình thấy mình bước ra mà ở phía này có một mình à, đấy là mình biết là ra bắt mình rồi. Mình rẽ phải liền, mình chui vô cây xăng mình đứng đấy, mình đứng xong rồi mình tra Google coi có đường nào bọc lót qua không á, để qua cái này không á thì không có qua được, tại phía đó có cái cầu nên mình đứng mình chờ. Chờ nào mấy ổng đi thì mình đi tiếp. Đấy, mắt mình giống như là mắt của diều hâu vậy anh em. Mình từ xa mình thấy rồi, mình thấy không ổn rồi, linh tính của mình thấy không ổn rồi. Anh ta anh đón mình tấp vô liền. Trốn. Hôm nay mình đi lên lại Sài Gòn đúng ngay ngày cuối tuần, bữa nay chủ nhật. Thì như anh em biết rồi đó, thì ở Sài Gòn đó thì thứ bảy là người ta sẽ về miền Tây người ta chơi, chủ nhật người ta lên lại người ta làm á, nên giờ mình lên nó kiểu như quá trời người đi luôn. Cái này mà ai mà muốn đi nhanh nó đi sao được, như mình thì cứ tàn tàn mà tới, mình không có ráng không có cố gì hết, đi mệt thì mình tấp vô uống nước khỏe rồi mình lên xe đi tiếp. Chắc là mình sẽ dừng video ở đây ha, tại vì trời chắc cũng sắp tối rồi, cái cam mình quay tối nó không có ok mấy á. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của mình ha. Thì anh em xem xong video thì có thể cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye anh em ha. Bye bye.